tạo ra cấu trúc thư mục, và chúng ta hôm nay bắt đầu tiếp tục với cái thằng display. Thằng display là một thằng rất là quan trọng, chúng ta sẽ phải làm việc với nó thường xuyên, cho nên là chúng ta phải học kỹ một chút về cái thuộc tính display. Hôm trước chúng ta mới học về các thuộc tính display table, display block, display inline block và display inline, đúng không? Tôi nhắc lại một chút. Chúng ta sẽ phải học qua những cái giá trị này. Thứ nhất là display block. Display block tức là nó sẽ sinh ra một cái vùng cho cái thẻ được đặt display bằng block, nó sẽ chiếm hết cái chiều rộng. Tức là ví dụ chúng ta có cái thẻ có chiều rộng bằng này, tức là khoảng 3-400 pixel gì đấy. Nếu mà trong ở những cái thẻ nằm trong của nó, chúng ta có cái thẻ đi có thuộc tính display bằng block mà cho width của nó bằng 50%, thì cái diện tích của nó chiếm bằng này. Nhưng mà thực tế ra nó, nếu mà nó được xét là display block, thì cái diện tích thực tế của nó phải chiếm hết toàn bộ. Chẳng qua là nội dung của cái thằng thẻ div này, div con này, nó chỉ rộng con này thôi. Nếu nó tích dài đến đây, không dài hơn nữa, nó đẩy dưới dòng dưới. Đó là cái thuộc tính display block. Tóm lại các bạn hiểu cho mình là display block có chiều rộng, có chiều rộng của bản thân nó bằng 100% chiều rộng của bản trang, và nó không như thằng nào đứng ngang hàng nó được cả, thì đấy là display block. Ngược lại display block thì chúng ta có loại display là inline. Thì display inline cái diện tích của cái thằng chứa ấy, cái thằng nào được xét display inline, cái diện tích chiều ngang nó sẽ phụ thuộc vào cái diện tích của phần tử con nằm trong nó. Ví dụ nội dung text hoặc là nội dung ảnh thì nó sẽ phụ thuộc vào con nằm trong. Còn và cái thuộc tính display là inline, đây là width, tự động width sẽ bằng 100% của trang. Còn thằng display inline thì width phụ thuộc nội dung nằm trong, và không xét được giá trị cho thuộc tính width. Không xét được width chuẩn bị inline block display inline, xét nó không có giá trị gì cả. Chúng ta có thuộc tính thứ ba là thuộc tính inline block. Thuộc tính này nó là line giữa block và inline. Nó hơn inline ở một chỗ, nếu mà không xét width, nếu chúng ta không xét width thì cái chiều rộng của thằng inline block này nó sẽ phụ thuộc vào phần tử con nằm trong nó. Nhưng mà tuy nhiên nếu mà chúng ta xét width cho nó được phép, set width cho phần tử con, à, cho phần à, cho thẻ. Nếu mà cái inline block này mà nội dung của nó ngắn quá, chúng ta vẫn muốn nó giả chiếm diện tích lớn hơn, chúng ta hoàn toàn phải set width lớn hơn diện tích của cái nội dung của nó. Thì đấy là cái ba cái loại display mà chúng ta đã học hôm trước. Hôm nay chúng ta học loại display tiếp theo. Chúng ta còn vài loại nữa cơ, nhiều lắm. Display nó rất là nhiều giá trị. Thì chúng ta sẽ học vài loại chính. Mình viết đây. Chúng ta đến với loại là có một cái thẻ div này. Trong thẻ div này có một, các bạn viết đi, có một class. Có một class tên là flex. Trong này có các cái div con. Class bằng bg trừ green. Thằng div này có class là bg trừ blue. Một thằng nữa có class bg bằng yellow.
Tóm lại là mấy ông này vẫn cố tình không cho mình mạng đúng không? Xong chưa? Bây giờ code CS nhá, các bạn xem. Trước hết là mình set cái giá trị cho thằng các cái thằng BG. BG blue này. BG có những BG gì? Green, blue, yellow. Blue. Thì chúng ta sẽ có là BG blue sẽ có width bằng à không không có width. Thôi tạm thời set width cho nó nhé. Width bằng 300 pixel. Min 2 bằng 200 pixel nữa. Và có border bằng 1 pixel solid 000 và màu đen. Phẩy chấm bg trừ green. Phẩy chấm bg trừ yellow. Đây những thuộc tính chung mình viết như này, tức là ba cái class này ở trong CS đều được áp dụng các tính chất này. Tiếp theo BG blue sẽ có cái color bằng background chứ. Background color là bằng màu blue. BG green sẽ có background color là màu green. Cuối cùng là BG yellow. Background color yellow. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta đoán xem là cái cách hiển thị của nó như nào. Ba thằng này sẽ làm sao? Ba thằng này nhá. Chắc chắn là chồng lên nhau rồi. Ủa, sao không hiển thị gì ta? À quên. Khổ lắm, lập cập. Chưa link cái file CSS vào. Public sượp CSS sượp style.css. Đây. Link cái file này vào, quên mất. Các bạn link cái file CSS vào. Public CSS style.css. Được chưa? Được chưa nhỉ? Test ba thằng đè lên nhau đúng không? Rồi xong, ba thằng đè lên nhau. Thế bây giờ tiếp tục CS tiếp. Chúng ta có cái chấm flex. Tức là cái thẻ có cái class là flex sẽ có cái display bằng flex. Display bằng flex. Bây giờ chúng ta coi xong đi. Flex có display bằng flex. Reload. Thấy sao?
Rồi nhá, nó ngang ra nhá. Tiếp tục này. Bây giờ chúng ta thêm một thằng nữa. Duplicate thằng BG Green này, vứt xuống dưới. Được chưa? Vứt xuống dưới. Duplicate thêm một thằng blue nữa, vứt xuống dưới thằng green ở dưới kia. Bây giờ là trong cái mớ, trong cái flake này chúng ta có 1 2 3 4 5. 5 cái deep con đúng không? Bây giờ các bạn, nếu như bình thường 5 cái deep con này diện tích của nó sẽ lớn hơn cái diện tích tổng đúng không? Thì nó sẽ bị đẩy dòng. Đúng không? Còn bây giờ chúng ta coi này. Thấy không? Nó sẽ tự động chia cái điệu độ rộng của những thằng con. Làm sao để tất cả những cái thằng này nó sẽ đều dính, đều vừa tròn với cái diện tích, tổng diện tích của thằng cha. Đây các bạn coi, lúc nãy chúng ta để nó là 300 đúng không? BG Green này là 300 đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta xem thực tế của nó rộng bao nhiêu? 201,59 pixel. Đúng không? Đây này, cái BG Green này, ở cái bên tay BG Green xong rồi cái giá trị đầu tiên 201,59 ấy, nó chính là cái diện tích chiều ngang của cái thẻ đang chúng ta xem. Thì nó giảm xuống còn 201,59 pixel. Chúng ta thêm càng nhiều thì nó các cái độ rộng của những thằng con này càng nhỏ. Đây, chúng ta thêm một cái nữa ở dưới. Và nó sẽ cố gắng không để làm cho thứ nhất là sinh ra cái scroll ngang, cũng không làm cho bị những cái thằng con này bị xuống dòng. Được chưa? Đấy là giá trị của display flex. Được chưa nhỉ? Và bây giờ chúng ta thử thêm một cái nữa. Chúng ta có cái BG color này bằng cái BG blue nhá, có cái 2 bằng 500 pixel. Đấy nhá. 500 pixel. Reload, chúng ta nhìn thấy gì? Chỉ một thằng được set là 2 bằng lớn hơn tất cả thằng khác thôi. Thì tự nhiên những cái thằng khác, các thằng con cùng một hàng ấy, nó tự động kéo dài ra theo cái diện tích của thằng, cái chiều dài của thằng lớn nhất. Được chưa? Đấy là cái đặc tính của Display Flex. Nó tự động chia cho chúng ta những cái vùng mà nó có diện tích thứ nhất bằng nhau, chiều dài bằng nhau khi những cái thằng con ấy trục chung một trạng. Được chưa? Display Flex. Nhưng mà cái này nó có một cái rất là dở. Nếu mà chúng ta chỉ sử dụng flex không, bây giờ chúng ta muốn là có một cái thằng thẻ BG Green này, chỉ riêng này nó rộng bằng một nửa của số còn lại, sau đó toàn bộ những thằng còn lại gom một nửa còn lại, có được không? Chúng ta thử set width bằng 700 pixel, nó cũng rộng ra đúng không? Nhưng mà chúng ta coi rộng ra nhưng mà nó thực tế là nó chỉ chiếm 318,91% 91 pixel nhưng nó không rộng hết được bằng cái số width chúng ta yêu cầu, đúng không? Như này không hợp lý. Như vậy giờ tính sao? Chúng ta thử thay đổi cái flex này thành bằng inline flex. Chúng ta thấy gì? Bây giờ thằng này đã rộng 700 pixel rồi đấy. Đúng 700 pixel. Link 2 tức là hai cái border. Hai cái border, đây chúng ta có cái border 1 pixel solid đúng không? Thì là hai cái hai bên thì 700 cộng với 2 trở là 702. Đúng chưa? Thế bây giờ chúng ta có là thằng này đã được rộng 702 rồi. Thằng này, các thằng này mỗi thằng đều rộng 300 theo đúng cái nó config ở đây. Đúng không? Và nó sinh ra cái thanh scroll ngang. Nhưng mà cái này có một cái lợi thế, các bạn nhìn xem. Tất cả những cái thằng khác đều có, tất cả những cái thằng khác đều có min 2 bằng 200 pixel. Chỉ duy nhất một thằng có 2 bằng 500, nhưng mà nó vẫn giữ lại cái giá trị của flex, đó là tất cả các phần tử cùng một hàng thì có chiều dài bằng nhau. Được chưa? Đấy là cái thuộc tính inline flex. Nó lie giữa inline và flex. Nó giữ lại của thằng flex cái thứ nhất là những cái thằng phần tử cùng một hàng với nhau, tức là cùng một level với nhau ấy, thì nó đưa lên trên cùng một hàng. Được chưa? Và những cái
những cái thành phần tử con đấy nó sẽ có chiều dài bằng nhau. Và inline của nó, inline flex thì nó lai thêm cái thuộc tính inline nữa, đó là những cái phần tử con nằm trong cái thằng inline flex ấy thì nó có thể set được cái width của chính bản thân nó. Được chưa? Đấy là inline flex. Inline flex này thì nó hay dùng ở trong trường hợp nào? Ví dụ chúng ta sẽ có cái này V4. Sau này chúng ta có thể sử dụng những cái theme như này. Chúng ta nhìn cái diện tích ở phần bên này, phần nội dung chính ở bên này, nó rất là dài đúng không? Các bạn nhìn nó rất là dài đúng không? Nhưng mà cái phần ở bên này, nếu mà tính đúng ra thì nó chỉ chiếm bằng này, đến đây là hết rồi, đúng không? Nhưng mà cái thằng cha của nó các bạn nhìn thấy nó vẫn kéo dài đến, nó vẫn kéo dài cùng song song với cái thằng ở bên cạnh, đúng không? Đây là cái này và cái này là hai cái thẻ khác nhau rồi, được chưa? Nhưng mà nó vẫn kéo dài đến cái chiều dài của thằng bên cạnh này. Như vậy thì là ứng dụng ở đây là cái thẻ bên này, ở cái thẻ cha chứa cả hai thằng này đều là inline flex. Cái thằng bên tay phải của chúng ta nó là một cái thẻ con, nó có width lớn hơn so với cái thằng bên này, và cái chiều dài của thằng này nó không cố định. Còn chiều dài của thằng này thì nó phụ thuộc theo thằng bên tay phải rồi, đúng không? Nhưng mà thằng này càng dài bao nhiêu thì thằng này dài ra theo bấy nhiêu. Ví dụ chúng ta có cái map ở đây, các bạn nhìn đấy, đây nó chỉ dài còn bằng này thì thằng này tự động kéo ngắn theo. Bây giờ tôi tắt cái này đi, thấy không? Không scroll được nữa, được chưa? Đây là một trong những cái tính chất, tính ứng dụng ở trong display flex. Đây, chúng ta tắt nốt cái thằng này đi, thấy không? Thằng này nội dung nó chỉ đến đây thôi là hết, thằng này nó sẽ dẹp kéo dài tương ứng đến. Thì đây là một trong những cái tính năng về inline flex mà chúng ta có thể ứng dụng. Xong về inline flex nhá, tiếp tục một thằng nữa tương đối giống inline flex, nhưng chúng ta bê cái nội dung của dạng table vào đây. Chúng ta xong inline flex, tiếp theo inline flex và flex và inline flex, chúng ta vẫn còn cái giá trị nữa của thằng display vẫn chưa hết. Thì sao? Chúng ta còn nhớ cái table không? Ví dụ trên một cái table, nếu một cái table nó chỉ có một dòng, nó chia ra làm 3 ô như này, được chưa? Nếu nó chia ra làm 3 ô này thì thằng này nó có đặc điểm giống như inline flex, đó là các cái cell, các bạn lưu ý nhé, các cái cell nằm trong nó cũng có cái độ dài bằng nhau. Bạn thử xem, mở Excel ra xem là có các cái thẻ cùng một dòng, các cái cell trên cùng một dòng. Khi mà nội dung của một thằng này nào nó dài quá xuống dưới thì tất cả các cái thẻ nằm ngang hàng nó sẽ kéo dài theo, đúng không? Thì đấy là cái đặc tính của các cái TD ở nằm trong table này, đúng không? Nhưng mà bản thân chúng ta có hoàn toàn có thể đưa cái thẻ div trở thành dạng table như này, lợi dụng cái tính chất là các cái thẻ TD có chiều dài bằng cái thằng dài nhất trong cùng hàng, chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Và chúng ta sử dụng thêm cái display bằng table thì chúng ta code như sau. Chúng ta sẽ có thêm cái file mới tên là display-table.html. Code HTML trong này và link cái file CSS kia vào. Được chưa? Chúng ta có một cái div có class bằng table. Chúng ta lại bê những cái
green, blue, yellow cái sang bên này. Và mỗi thằng này tôi sẽ có là cái thuộc tính là class, table, cell. Nhét thêm vào. Được chưa? Bây giờ khi mà chúng ta chạy cái này thì nó cũng ra giống như cái ban đầu của cái thằng public, cho các bạn nhìn này, dài ngoãng ra đúng không? Thấy nó dài ngoãng không? Ba thằng chồng chéo lên nhau bởi vì display block mà. Thì tôi tạm thời tôi xóa bớt cái hai của thằng này, comment cái hai của thằng blue này bạn, để cho nó không bị dài quá. Được chưa? Bây giờ chúng ta code tiếp. Chúng ta có class là table. Chúng ta set cho nó một cái display bằng table. Để quy định cái thẻ bao ngoài của chúng nó ấy, là cái thẻ table đấy. Các ông chuẩn bị đưa hết vào trong một dòng. Thấy chưa? Cái thẻ div nào có class là table thì cho nó một cái display bằng table. Tiếp theo, các cái class table trừ cell nó sẽ có cái class có cái display bằng table trừ cell. Tức là các cái thẻ có cái class tên là table cell này thì nó sẽ là một cái phần tử nằm trong một cái dòng của tôi. Được chưa? Xếp xuống, chạy đi. Sao? Mất hình đúng không? Nhưng mà ít ra nó đã đưa về một dòng. Đúng không? Đã đưa về một dòng. Bây giờ chúng ta xử lý nhỉ? Chúng ta bỏ cái min 2 này đi. Được chưa? Bỏ cái min 2 đi, bởi min 2 là độ dài nhỏ nhất bằng 200. Thì khi mà chúng ta sử dụng table cell này thì chúng ta không sử dụng được min 2. Được chưa? Nên chúng ta chỉ phải bỏ cái min 2 đi. Và reload. Được chưa? 3 thằng lại về cùng một hàng. Bây giờ chúng ta xem tiếp này. Chuột phải vào đây. Một cái thằng này, một cái thằng BG green này thôi, tôi thay đổi cái width, cái 2 của nó. 2 của nó bằng 500 pixel. Các bạn thấy các cái thằng cùng một hàng của nó cũng sẽ kéo dài theo đúng không? Đây, ba thằng này cùng bị kéo dài theo thành 500 pixel. Được chưa? Nó giống như thằng flex, là một thằng, tất cả độ dài của các cái thằng này, các cái thằng nằm trong cùng một cái dòng ở table cell ấy, thì nó sẽ có độ dài bằng cái thằng có độ dài lớn nhất. Bằng bất kỳ thằng nào có độ dài lớn nhất thì nó sẽ tự động kéo dài ra. Được chưa? Thế vậy ở đây chúng ta có cái ứng dụng gì với cái thằng BG này, với cái thằng table cell này. Tôi tạm thời xóa cái hai của nó đi nhá. Bây giờ chúng ta coi ở trong này. Các bạn sẽ bao giờ nhìn thấy đây là giá thành dịch vụ. Ở đây là dịch vụ lỏng. Đây thẻ H2. Đây là dịch vụ lỏng. Lọc nhất. Đây là P. Tính năng 1. Tính năng 2. Tính năng 3. B. Giá $0. Tiếp theo.
Tiếp theo là dịch vụ hơi xịn. Giá 10 đô la. Giá 100 đô la. Được chưa? Ừ? Cái gì? Cái gì mà đường link dẫn? Nó phải gào lên từ đầu chứ. Bạn chán chê mê mỏi rồi. Ông làm cái gì đấy? Tại sao các anh biết những cái file CNG ở HTML nằm trong thùng gì ấy? Tôi nói như nào? Như người rồi. Xong chưa? Duplicate lên thôi mà. Reload. Chúng ta thấy gì? Tất cả độ dài của cái mớ này sẽ bị được kéo dài ra đúng không? Phụ thuộc vào cái thằng dài nhất ở đây. Được chưa? Xong. Đây nó là thường thường ấy, các bạn khi mà đi lên website mà xem ấy, thì những có những cái dịch vụ tính năng đúng không? Đây là giá thành của các cái dịch vụ mà chúng ta có thể sử dụng của cái các cái đơn vị đấy. Đúng không? Thì nó sẽ thường thường là dạng như này. Và nó sẽ có thêm một cái nút button ở phía dưới này nữa. Để giúp chúng ta kích vào. Tất cả các button đều nằm ở dưới cùng và được căn giữa. Thường thường là như vậy. Đúng không? Thì tí nữa chúng ta sẽ được học cái button đấy đặt ở dưới này. Chúng ta đặt nó như thế nào? Thì để tí nữa tôi sẽ hướng dẫn chúng ta. Và chúng ta sẽ học đến cái thuộc tính là position để làm cái việc đấy. Đấy chưa? Nhưng ở đây chúng ta tổng kết lại là chúng ta có thêm một cái giá trị nữa của cái thuộc tính display trong CSS là thêm là table và table cell. Các cái thuộc tính về table liên quan đến table thì nó sẽ giúp chúng ta mô phỏng lại cái bảng table ấy bằng các cái thẻ khác, ví dụ thẻ div, thẻ style, thẻ div, thẻ section, thẻ article, bất kỳ thẻ gì. Được chưa? Và nó sẽ giúp cho chúng ta ứng dụng giống như này. Như hợp lý. Đại vẫn không dẫn được. Vấn đề trong gì ấy? Có hiểu cái gì không? Rồi, thế nào? Chữ bóc. Ui dồi ôi, cái sai chính tạm cơ. Điện mệt cái câu. Mấy cái chữ nó cũng chép được. Ông phải bê cả vào trong bóc lên. Có nằm ngoài này chưa không? Làm ơn nhìn nhá, nhìn ngay từ đầu nhá. Làm sao không được thì phải gào ngay. Bây giờ làm trắng làm trên gào lên. Đây không ạ? Giờ mới đến thấy được. Đây, nó là cái đường dẫn từ đây, từ cái file này nó đang nằm ngang hàng đúng không? Thì nó sẽ có thể là truy cập được vào nội dung ở phía trong của thằng public này. Bây giờ chúng mình cần cái file là style.css nằm trong cái thư mục CSS của thằng public.
thì bên nó thằng này nó đang ngang hàng với public thì mới sang được. Chứ lúc này ông nhét nó vào trong public xong ông lại sửa public thì vào làm sao được? Vào kiểu gì? Hiểu không? Nè, cái slide của mình này. Được chưa? Rồi, chúng ta xong về các cái thuộc tính về display. Tiếp tục này, có ai bạn nào thắc mắc không? Các chứ? Thằng flex thì nó tự động nó chia cái chiều rộng của các thằng con. Làm sao cho nó vừa khít với cái chiều rộng của thằng tổng chiều rộng của thằng con vừa khít với cái chiều rộng của thằng cha. Còn thằng table thì nó không kiểm soát cái điều đấy, nó tự chủ động. Các cái thằng td sẽ tự chủ động. Chẳng qua nó fix lại cái chiều dài của thằng con thôi. Các thằng con sẽ có chiều dài bằng nhau. Tiếp theo chúng ta sẽ quay lại ôn một chút về các cái selector. Hôm trước tôi bảo các bạn ôn cái này rồi đúng không? Có chưa? Chưa. Rồi ok. Viết vào này. Chúng ta sẽ tạo một cái file mới. File HTML mới. Đây ông nhìn thế này. Ông nhìn thế này. Tôi trỏ vào đâu để tôi chuột phải? Trỏ vào đâu? Vâng ạ. Làm linh ta linh tinh. Selector.html. Bây giờ chúng ta đến với các cái selector. Tôi sẽ giải thích từng cái một cho chúng ta. Đầu tiên là cái chấm. Chấm class. Được chưa? Thì chúng ta xem như này. Đây chúng ta có một cái div. Chúng ta có một cái thuộc tính là cái attribute là class. Có một cái thuộc tính là class này. Sau đó mình có cái class là bg-green. Được chưa? Có class là bg-green. Tôi viết một cái sẻ style đây chúng ta dễ theo dõi. Chúng ta sẽ có xác định tất cả những cái thẻ có đuôi là bg-green. Thì chúng ta có thể xét như sau. Tôi có div khác nhưng có class của nó là bg-blue. Chúng ta sẽ có là cái class chấm bg trừ green sẽ được áp dụng các tính chất này. Ví dụ background color là bằng green. Ví dụ thế, trong này chúng ta viết vài cái text bg trừ green. Đây là bg trừ blue. Được chưa? Xong chưa?
Không nhỉ? Để chạy đi. Được chưa? Nó sẽ tìm đến những cái thẻ HTML nào có cái thuộc tính có chứa cái giá trị trong class tên là BG Green. Nó áp dụng cho cái này, áp dụng cho thuộc tính này, áp dụng cho các cái tính chất CSS ở trong này. Được chưa? Bây giờ tôi duplicate thằng này lên. Tôi bên dưới. Thì bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy một thằng xanh, xong rồi một thằng trắng, một thằng xanh. Đúng không? Nó có thể ở đây chứng minh được điều là nó có thể áp dụng cho nhiều cái thẻ CSS ở trên màn hình của chúng ta. À, nhiều thẻ HTML ở trên màn hình. Đây. Cái này gọi là cái selector về class. Ở trong cái mớ class của chúng ta, cứ có xuất hiện cái giá trị nào tên là bằng cái giá trị ở đây nó chấm, thì nó sẽ áp dụng các cái tính chất này vào trong đây. Được chưa? Tiếp tục này. Bây giờ thêm một cái mở rộng nữa của CSS này. Bây giờ chúng tôi sẽ có là phong đây, text trừ center, đúng không? Text trừ center, chúng ta sẽ có chấm text center bằng text align center. Take align center. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta coi. Sao? Chữ thằng này về giữa chưa? Đúng không? Thì trong một cái thẻ, chúng ta lưu ý, trong một cái thẻ nó có thể chứa nhiều giá trị của class. Đúng không? Nó có thể chứa nhiều giá trị của class. Khi cái thẻ đấy được áp dụng các CSS, thì nếu mà hai cái class của nó, có các cái tính chất khác nhau, có các giá trị của CSS khác nhau, tức là không cùng một cái này này, không cùng cái ở bên tay trái của chúng ta, không cùng cái thuộc tính ấy, thì tất cả các thuộc tính từ tất cả các class sẽ được gộp vào với nhau để áp dụng cho một cái thẻ. Được chưa? Như ở đây nó vừa có màu xanh, nó vừa có text là căn giữa. Được chưa nhỉ? Đó. Nhưng mà thằng này, thằng BG Green này, nó chỉ có mỗi BG Green thôi, thì nó chỉ có cái thuộc tính là background color bằng green, chứ nó không có căn giữa, bởi vì nó không có class là text center. Được chưa? Nhưng mà nếu bây giờ tôi text center, tôi thêm cái background color cho nó bằng màu pink thì sao? Bằng màu hồng thì sao? Chuyển thành màu gì? Chuyển thành màu hồng. Bởi vì cái màu hồng này viết sau. Được chưa? Đó, chúng ta hãy lưu ý, bởi vì chúng ta có thể inspect vào đây để xem chi tiết nó là như thế nào. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là cái background color bằng green này nó bị gạch đi. Tức là nó bị cái thuộc tính của cái background color pink này nó đè lên trên. Được chưa? Đó, thì chúng ta phải lưu ý. Rồi, đấy là về CSS nha. Cái thuộc tính đầu tiên. Tiếp theo, ID. Thì cái này nó giống như cái trên, nhưng mà chúng ta xem. Tôi có thêm ID bằng bold text. Được chưa? Bold text. Thì để set CSS cho cái thẻ nào có cái thuộc tính giá trị ID bằng cái text này, thì chúng ta viết như sau, dấu thăng bold text, thì chúng ta sẽ có là text là font width bằng bold, font width bằng bold.
Bầu là đậm. Được chưa? Rồi, reload lại trang. À chết mẹ rồi. Bật bố mạng. Cho nhìn thấy chữ nó đậm hơn đúng không? Được chưa? Thì cái này nó sẽ áp dụng cho tất cả các thẻ HTML có cái giá trị ID bằng bold text. Ví dụ tôi copy cái bold text này, tôi vất nốt xuống dưới này. ID bằng bold text thì thằng ở dưới cũng được áp dụng luôn. Thấy không? Nó đậm hơn nhiều so với thằng BG Green ở phía trên này. Được chưa nhỉ? Đấy là giá trị về ID. Thế bây giờ tại sao người ta lại phải chia ra cả ID và class như này? ID nó có phải là duy nhất hay không? Duy nhất đâu mà duy nhất, có hai thằng có ID giống nhau ấy. Duy nhất đâu mà duy nhất. Hả? Đúng rồi. Duy nhất ở đây tức là ví dụ các bạn nhìn này, class này, chúng ta có nhiều giá trị đúng không? Các cái giá trị phân cách nhau bằng dấu cách. Nhưng mà với cái thằng ID này chúng ta thêm vào đây, thiện TH vào đây nữa chẳng hạn, thì thằng này tự động nó tèo luôn. Thấy không? Nó mất cái thuộc tính CS bằng bold luôn. Đúng không? Bởi vì trong cái thuộc tính ID, trong cái attribute ID của HTML ấy, nó chỉ được phép chứa một giá trị mà thôi. Thấy chưa? Không bao giờ được chứa dấu cách. Chứa dấu cách là tèo luôn. Đó. Cho nên chúng ta nó phân biệt nhau bởi lý do như vậy. Trong một thẻ giá trị ID chỉ có một mà thôi. Nó không được phép chứa nhiều giá trị ở trong một thuộc tính ID. Được chưa nhỉ? Tiếp tục. Mất bố mạng rồi. Phải phát wifi từ đây. Cho tôi đi nhé. Tôi có dây mạng, tôi đã cắm. Máy tôi không có chỗ cắm dây mạng. Đấy là chuyện bình thường mà. Bỏ 1.500.000 đô ra đi mua một cái máy thì ngu gì mà nhà không lắp dây mạng, nhà không lắp được wifi. Nó cách tư duy nó đúng đấy chứ. Rồi. Tiếp theo. Đến cái sao. Sao. Chúng ta coi nhá. Sao là cái gì? Ở đây các bạn để ý này, sao này. Select all element là áp dụng cho tất cả các thẻ trên trang của mình. Được chưa? Bây giờ chúng ta thử luôn. Sao chúng ta sẽ có, các bạn để ý này. Các bạn để ý này. Hiện tại chúng ta có nhìn thấy nó có một khoảng ở đây không? Đúng không? Có khoảng trắng trắng nhỏ nhỏ ở đây đúng không? Tìm xem nó là cái gì. Chuột phải vào. Đây ba đi, các bạn nhìn thấy vùng màu cam không? Thấy không? Các bạn nhìn này. Margin bằng 8 pixel. Nó cách ra so với lề. Nó cách ra cho so với cái rìa của trình duyệt đấy. Là mỗi hướng 8 pixel. Được chưa? Cho nên nó mới có khoảng cách trắng nhỏ nhỏ ở đây. Bây giờ chúng ta áp dụng một phát cho tất cả thẻ luôn nhá. Margin bằng 0. Padding bằng 0. Margin là cách từ rìa của nó hất ra ngoài. Còn padding là cách từ rìa của nó hất vào trong các thẻ con. Được chưa? Chúng ta set bằng 0. Bây giờ chúng ta coi. Hết chưa? Chúng ta không phải viết CSS cho thẻ body mà viết cho sao. Sao ở đây là tất cả các thẻ đều có margin bằng 0 và padding bằng 0. Được chưa nhỉ? Ông viết cái gì trong sao? Display none à? Margin không auto là căn giữa đấy. Trêu. Cái vụ đấy ông biết rồi. Đây nhá.
chúng ta xem thêm này, ví dụ chúng ta thêm vào đây display bằng none giống như bạn làm chẳng hạn, đúng không? Thì giờ sao? Đang tươi đẹp bay hết. Vậy tất cả đều được xét thêm một cái giá trị là display none, thấy không? Tất cả các thẻ đều được xét thêm giá trị là display none nữa, cho nên nó sẽ bay hết đi. Lưu ý khi sử dụng. Được chưa nhỉ? Tiếp tục. Element. Tiếp theo element. Nào, tập trung vào đây, nó ốm kệ nó, có đứa nào đưa nó về thì đi cùng với nó thôi. Thằng nào muốn bùng học thì đi đưa về nó về luôn nhanh. Ngày xưa tôi toàn thế. Thật mà. Thậm chí là một thằng ốm ba thằng đưa về. Nào rồi, tập trung vào đây. Tiếp theo đến element. Element thì nó sẽ là áp dụng cái CSS cho tất cả các thẻ mà được chúng ta sướng tên ở đoạn trên. Ví dụ như sau. Đây chúng ta đang dùng rất là nhiều thẻ div đúng không? Chúng ta chỉ viết một cái CSS thôi thì nó sẽ áp dụng cho tất cả các thẻ div. Ví dụ chúng ta có thẻ div. Nó sẽ có cái padding bằng 10 pixel. Được chưa? Thì tất cả các thẻ div nó sẽ được lùi, các cái phần tử nằm trong ấy nó sẽ được lùi vào 10 pixel. Đây chúng ta xem nhé, padding các bạn viết đi. Tất cả các thẻ div sẽ có padding bằng 10 pixel. Được chưa? Bây giờ các bạn xem này. Ủa, bạn xem những cái thằng này đang dí sát vào lề đúng không? Thằng này nó dí sát vào dưới đúng không? Rồi. Sao? Đây chúng ta xem này. Nhìn thấy cái vùng màu hơi... Để tôi xuống dưới. Cái vùng màu xanh lá cây không? Xanh lá cây nhạt đấy. Đấy chính là cái vùng padding. Đúng chưa? Và nó rộng đúng bằng 10 pixel mỗi hướng. Trên, phải, dưới, trái. Đều rộng bằng 10 pixel. Nó sẽ ủn tất cả những thằng con lùi vào trong 10 pixel. Được chưa? Lưu ý. Thì ở đây tất cả các thẻ div của chúng ta đều dính cái này. Được chưa? Bây giờ nếu mà chúng ta viết vào đây thêm thẻ P nữa. Thẻ P có cái font size bằng 15 pixel, font width bằng bold chẳng hạn vậy. Tôi thay cái chữ BG green thành chữ thẻ P BG green. Ở dưới này cũng vậy. Được chưa? Thì tất cả các chữ nằm trong cái thẻ P này nó sẽ được kích cỡ lớn hơn và đậm hơn so với các thẻ bình thường khác. Thấy chưa? Đây. Lớn hơn chưa? Đâu chưa lớn hơn. 15 nó hơi bé. Đây. 25 đi. Thấy không? Tất cả các thẻ P nó sẽ có kích cỡ lớn hơn và in đậm. Nó khác hoàn toàn so với cái tích thường để đây. Được chưa? Đấy là cái element. Cái element chúng ta chỉ cần viết đơn giản, viết là tên thẻ và đóng ở ngoặc nhọn, viết CSS cho nó vào đây là xong. Dễ hiểu đúng không? Cái này dễ nhất quả đất rồi. Tiếp tục. Element phẩy element. Element phẩy element. Nó chính là cái này. Đây. Chính là cái này. Tức là các selector của chúng ta có thể là class, có thể là ID, có thể là các thẻ, chúng ta đặt ngang hàng nhau và cách nhau bằng một dấu phẩy. Thì tức là ý nghĩa như nào?
là tất cả các cái selector được quy định ở phía trên đều được áp dụng các cái thuộc tính CS này. Được chưa? Ở đây BG Blue, BG Green, BG Yellow đều có độ rộng bằng 300 pixel, có border 1 pixel solid màu đen. Được chưa? Tất cả bọn ý sẽ được áp dụng chung cái tính chất này và hai cái tính chất này. Được chưa? Như này thì nó sẽ tiết kiệm cho chúng ta cái công làm. Ví dụ như bình thường chúng ta phải làm như này đúng không? Cắt ra. Ở đâu? Đây, ví dụ blue như này. Làm từng cái một. Như này. Đó. Một thứ mà các bạn viết ra nhiều cái selector chỉ còn bị điên mới viết như này. Đúng không? Thì chúng ta viết lại nó thành kiểu như thế này. Thì nó sẽ thứ nhất là tiết kiệm code hơn, tiết kiệm công sức hơn. Cái thứ hai là cái gì? Sau này những cái thằng này, cả ba thằng này đều được áp dụng cái border 1 pixel đúng không? Sau này tôi không thích để solid nữa, tôi để dotted. Thì chẳng nhẽ tôi phải sửa ba chỗ à? Đúng không? Bây giờ tôi chỉ sửa một chỗ thôi, cả ba thằng cũng được ăn. Đúng không? Thì đây là cái chúng ta xử lý nó nhanh và tiết kiệm hơn, sửa một chỗ ứng dụng nhiều nơi. Được chưa? Tiếp theo element cách element. Cái này bắt đầu khoai. Element cách element. Đây chúng ta sẽ đến demo. Chúng ta nhìn này. Chúng ta có thẻ div đúng không? Chúng ta có thẻ p nằm trong thẻ div này. Được chưa? Và chúng ta có một cái thẻ p nằm ngoài thẻ div này. Nó không nằm trong nhá. Được chưa? Đây chúng ta có cái style là div cách p. Tôi thấy nãy giờ không có ông nào ghi vào đâu nhá, rồi lại quên hết đấy. Những cái selector này nếu mà chúng ta biết thì nó đỡ tốn công sức của chúng ta rất là nhiều. Chúng ta có div cách p này. Thì các cái thẻ p nằm trong thẻ div sẽ có cái background color bằng yellow. Được chưa? Thì chúng ta xem ở đây. Đây là thẻ H1 là welcome. Thẻ H2 là my name Donald này. Thẻ p là I live in Duckburg này. Thì nó có background màu vàng đúng không? Tiếp theo là p my best friend is Mickey. Thì là nó. Thằng này nó không nằm trong thẻ div. Đúng không? Nó đứng một mình. Cho nên nó không có background màu vàng. Được chưa? Chúng ta có element 1 cách element 2 hay là selector 1 cách selector 2 thì là tất cả các thẻ có selector 2 nằm trong selector 1 thì được áp dụng cái thuộc tính CS này. Được chưa? Nằm trong, nhưng bây giờ nằm trong ở level nào? Cứ nằm trong là được hay là phải là con trực tiếp? Thì bây giờ chúng ta thêm một cái nữa vào đây. Chúng ta có article. Chúng ta viết vào đây thẻ article. Vứt thẻ p lên trên này. Rồi. Run. Không cái mông. Đây. Thấy không? Tôi chạy rồi đấy. Chuyển không chuyển? Nó vẫn thế mà. Được chưa? Tức là sao? Đây nha. Tôi copy này. Tôi pet ra ngoài này. Sao? Cái này nó sẽ... Cái dấu cách này nó biểu trưng cho việc là cứ thẻ P nằm trong thẻ deep. Tôi bất biết là nó là con, là cháu, là chắc, là chút, là chít gì. Cứ nằm trong là sẽ được áp dụng. Được chưa? Bất kể thế hệ nào đều được áp dụng hết. Được chưa? Như này thằng P này, ví dụ thằng P này nó là level cháu của thằng này đúng không? Cháu của thằng deep. Bởi vì nó là con của thằng article mà. Đúng không? Đó. Nhưng mà nó vẫn được áp dụng. Còn thằng này thì là con trực tiếp rồi, không nói gì. Đúng không? Xong. Một cái element cách element thì là cứ thẻ P, ví dụ như ở đây thì cứ thẻ P
nằm trong phạm vi bao phủ của thẻ DIP thì sẽ được áp dụng cái CS này. Được chưa nhỉ? Tiếp tục nhá. Element lớn hơn element. Sao? Cái gì? U ớ xong hỏi sao lại không ngại? Sao sống hèn thế? Nói rồi cứ nói đi. Phần nào? Cái này ấy hả? Đấy. Đây nha. Để ý này. Nó lù lù như này. Cái thẻ P này có nằm trong thẻ DIP không? Thẻ P này có nằm trong thẻ DIP không? Cái thằng này là con hay là cháu của thẻ DIP? Cái thằng này là con hay là cháu của thẻ DIP? Ờ, cái thằng nào được bôi? Ờ, xong. Cái dấu lớn hơn này nó chỉ áp dụng cho những cái thằng là con trực tiếp thôi. Được chưa? Chứ kiểu con gián tiếp hay con nuôi, con ghẻ gì đấy cũng không áp dụng được đâu. Được chưa? Hiểu chưa? Ví dụ ông giống bố ông ở cái tóc chẳng hạn. Đúng không? Tôi giống bố tôi ở cái tóc này. Đúng không? Nhưng mà con nuôi của bố tôi không giống. Đấy, đơn giản vậy thôi. Xong chưa? Hiểu thằng lớn hơn này chưa? Tiếp. Element cộng element. Có một rổ. Sao? Element cộng element. Giờ thằng nào được bôi? Làm ơn nhìn trước khi nói và nghĩ trước khi nói. Sao ở đây là như nào? Giải thích đi. Nó lù lù như này còn không biết thì thôi chịu. Linh nào? Dạ vâng gì? Giải thích đi, cái cộng này như nào? Đó. Giải thích đi. Sao? Con với bạn gì? Đây này. Nhìn thằng P này sao? Nó đặt ngay sau. Thằng này cũng đặt sau nhưng mà không ngay. Đúng không? Nó sau một cái thẻ P khác. Được chưa? Cái cộng này là cái gì? Là thẻ nào? Thẻ tất cả các thẻ P đặt ngay sau thẻ DIP. Được chưa? Thì sẽ được áp dụng. Bây giờ tôi thêm một cái thẻ B vào đây nữa. Thì cái thẻ P này còn tác dụng không? Được chưa? Chỉ có thằng nào đặt ngay sau thôi thì mới được áp dụng. Xong chưa? Có thế thôi. Ngã. Ngã. Sao? P ngã UL. Sao? Sao? Nhìn thế này mà còn không biết nữa. Kém quá thể. Nghệ. Liệt huyệt. Nhìn ở đây có mấy thẻ P? Có mấy UL? Ờ. Rồi sao?
đuổi Linh ra khỏi lớp bây giờ đấy nhá. Không phải ngồi mà nhại đâu. Muốn cãi không? Không phải lúc nào cũng đùa trẻ con được đâu. Sao? Ở đây là gì? Tất cả các thẻ, thẻ gì? UL xuất hiện phía sau thẻ P thì đều được áp dụng cái thuộc tính là background bằng màu đỏ. Được chưa? Đây này, thẻ UL này không xuất hiện sau thẻ P đúng không? Thì ở trên này nó không có màu đỏ. Mà tất cả các thẻ UL xuất hiện sau thẻ P thì được áp dụng cái background bằng màu đỏ ở đây. Được chưa? Cái này nó khác cái trước đấy nha, nó khác cái dấu cộng đấy nha. Cái dấu cộng là chỉ ngay sau mới được áp dụng thôi. Còn ở đây chúng ta là cứ xuất hiện phía sau là được áp dụng. Xong chưa? Tiếp theo, đến thằng attribute. Attribute. Đấy. Đọc. A đóng mở ngoặc target. Tại sao thằng này được bôi màu vàng? Thằng này không được bôi vì nó có từ target. Cái này không gọi là cái từ mà nó là thuộc tính, là attribute. Được chưa? Tất cả các thẻ A có thuộc tính là target, cứ xuất hiện thuộc tính target này trong thẻ A thì sẽ được bôi màu nền là màu vàng. Được chưa? Bất biết là cái target này nó có giá trị gì hay không, cứ xuất hiện là được bôi. Đây. Thấy không? Cứ xuất hiện là được bôi thôi. Đấy là cái attribute. Tiếp theo, attribute bằng value. Attribute bằng value. Ở đây có gì? Target bằng blank. Thì đây nhìn target, chỉ có thằng Disney.com này mới bằng blank đúng không? Thì sao? Tất cả các thẻ A có thuộc tính target và cái thuộc tính target đấy mang giá trị bằng blank thì mới được bôi, còn tất cả các thằng khác không bôi biết gì cả. Được chưa? Đây này, đây là thuộc tính này, đây là giá trị này. Được chưa? Có thuộc tính và giá trị được quy định ở đây thì mới được bôi, còn những thằng khác dạ. Xong chưa? Này dễ mà. Đi chưa nhỉ? Để tôi coi xem còn cái gì nữa không? Chúng ta còn vài cái nữa cơ. Chuyển sang phần trạng thái. Trạng thái này thì thông thả này nhé. Tôi coi xem có những cái gì. Đây, trạng thái chúng ta code đi. New file state.html. State.html. Chúng ta có một cái thẻ div có cái class là bg-green. Style cho nó. Con vượn ở đâu?
Xong chưa nhỉ? Bây giờ chúng ta có cái gì? Có một cái thẻ ở trên màn hình, nó có hình vuông, mỗi cạnh bằng 200 pixel và có màu nền là bằng màu xanh đúng không? Xong chưa? Bỏ chạy thôi. Rồi, màu xanh này đúng không? Bây giờ chúng ta qua nhé. Rồi, coi này. Đây gọi là đèn nhấp nháy đúng không? Ờ, thế là sao? Hover là gì? Đúng rồi, dí con chuột vào. Thì đây là con hover. Hover là nó, con chuột còn tồn tại ở trên phạm vi của cái thẻ này thì nó sẽ được áp dụng những cái tính chất CSS của chúng ta quy định ở phía sau, ở phía đây. Được chưa? Đây là trạng thái khi con chuột dí vào trong. Đi nhá. Hai chấm hover là khi con chuột dí vào. Xong chưa? Tiếp tục thêm này, chúng ta có thẻ P ở trong này bằng lo RAM, được chưa? Bây giờ tôi muốn tất cả các thẻ P nằm trong cái thẻ BG Green này được có cái class là display bằng none. Thì tôi làm nào, tất cả các thẻ P nằm trong cái class BG Green có display bằng none thì tôi làm nào, viết CSS như nào? Ông tát cho nó cái cho tôi cái. Đúng rồi. Nói làm nhảm. Nào. Vừa mới học xong. BG Green số cách P. Có gì? Color display năn. Thì giờ sao? Khi mà tôi reload trang này thì sao? Nó không hiển thị gì đúng không? Bởi vì nhưng mà nó vẫn có cái thẻ P đấy. Vẫn có thẻ P đấy, chẳng qua thẻ P nó không hiển thị thôi. Đây. Được chưa? Rồi. Tiếp tục này. BG Green Hover. Hover cách P display block. Được chưa? Giờ chúng ta có gì? Sao? Hover vào thằng cha nhưng mà tác động đến thằng con. Chỉ tác động đến thằng con thôi nhé, không tác động đến thằng xóm nữa đâu. Được chưa? Nhưng mà tác động động được đến thằng nằm ngay phía sau được. Bằng dấu cộng. Chịu. Tình huống của ông thì chịu. Hover viết liền nào. Thẻ P đâu?
gì đây? VG Green Color rồi. Không phải ngay cái dòng này rồi. Rồi xếp xuống cái chạy đi. Không được vào, được chưa? Sao? Được chưa? Bây giờ có cái trò này. Rồi. Đây nha. Có cái trò này. Đây là thẻ deep nằm ngay sau thẻ P, cái thẻ P nằm ngay sau thẻ deep BG Green của chúng ta đúng không? Bây giờ tôi muốn khi mà hover vào trong này, take ở trong này hiển thị, take ở ngoài này mất đi. Làm được không? Take ở trong hiển thị, take ở ngoài mất đi. Làm nào. Tát cho nó ngay nữa dưa. Vẫn biểu liều. Nói không bao giờ nghĩ. Cái gì mà deep cộng B? Cái gì ấy? Deep nào? Ở đây làm gì có deep nào? Nào. Đây. BG Green hover.hover cộng P display nan. Thử coi. Thấy không? Được chưa? Được chưa nhỉ? Rồi, tiếp tục. Đây là một trạng thái thứ nhất. Là trạng thái hover vào. Được chưa? Trạng thái hover. Tiếp theo này. Chúng ta có một cái thẻ A. Hrep bằng dấu thăng. Lorem linh tinh vào đấy. Gì đây? Ông có tin nữa đuổi ông ra ngoài lớp bây giờ không? Chúng ta linh tinh. Reload. Đây chúng ta có thẻ A đây đúng không? Thấy chưa? Bây giờ chúng ta có trạng thái. Tôi muốn là cái thẻ A này của tôi này, khi mà hover chuột vào thì nó đổi màu thì dễ rồi đúng không? Đổi màu chữ thì dễ rồi đúng không? Bây giờ tôi muốn là khi tôi kích vào, hiện tại đang màu đỏ đúng không? Tôi giữ chuột thì nó chuyển sang màu xanh đấy, à sang màu đỏ đấy, đúng không?
Bây giờ tôi muốn khi tôi kích vào nó chuyển sang màu vàng đi thì sao, làm nào? Chúng ta có trạng thái a hai chấm active thì sẽ set color cho nó bằng màu vàng. A hai chấm active được chưa? A hai chấm active. Đây chúng ta coi, reload lại trang active. Được chưa nhỉ? Chữ đã chuyển sang màu vàng. Trạng thái thứ hai của chúng ta là trạng thái active. Active là trừ khi chúng ta dí con chuột xuống và chưa nhả ra. Được chưa? Dí con chuột xuống, đấy là trạng thái active. Chúng ta có một cái BR, một thẻ input time take. Bây giờ thẻ input của chúng ta, input có trạng thái là focus thì color sẽ chuyển sang màu đỏ. Coi nhá. Và background sẽ chuyển sang màu vàng. Rồi. Để xem này, như nào gọi là focus. Như thế này gọi là focus này. Thấy không? Chữ đỏ nền vàng nhá. Bỏ ra này. Bỏ ra này. Lại về trắng và đen. Được chưa? Focus vàng lại chuyển sang đỏ vàng. Đây là các trạng thái của chúng ta. Trạng thái tiếp theo là trạng thái focus. Focus là khi có con trỏ nó nhấp nháy. Được chưa? Đấy là các trạng thái focus. Còn một trạng thái nữa. Đây, trạng thái nữa là trạng thái này. Chúng ta có nhìn thấy cái màu ở đây và màu ở đây nó khác nhau không? Có, bọn này mắc tinh. Một cái ở trên là màu tím đúng không? Cái dưới này là màu xanh, xanh da trời đậm. Đúng không? Thì cái này là trạng thái visited. Visited. Ví dụ thẻ A có cái visited. Như này. Được chưa? Thì chúng ta có thể set cho nó cái color bằng một cái màu khác, màu X. Ví dụ như sau. Lúc nãy tôi kích vào cái link đâu nhỉ? State. Nãy tôi kích vào cái link này rồi đúng không? Được chưa? Bây giờ tôi tạo ra một cái link nữa bên cạnh này. Trang này sẽ đưa sang là http 2 chấm sược sược là amdev.vn này ạ. Để vào một cái link tôi chưa vào bao giờ. Vào bố rồi. XYZ. Rồi đây. Được chưa? Bây giờ tôi xét này. Thẻ A có trạng thái là visited. Thì cái color của chữ nó sẽ chuyển sang màu xanh, đỏ, tím, vàng, hồng, nâu, màu nâu đi. Brown. Được chưa? Chúng ta xem.
cái link này tôi đã vào rồi, cho nên tôi có thể xếp lại nó sang một cái màu nào khác để đánh dấu cho người dùng biết là tôi đã vào cái trang này rồi. Được chưa? Tôi đã kích vào cái link này rồi. Còn link tôi chưa vào thì nó vẫn là màu xanh như bình thường. Được chưa? Cái này đặc biệt có lợi ích cho những cái đứa hay xem phim bộ và đọc truyện bộ. Đúng không? Nó biết được là hôm trước nó đọc truyện đến đâu, nó xem đến tập bao nhiêu của bộ phim này rồi. Thì cái link nó có một cái màu khác. Bây giờ nó chỉ việc là kích vào cái link chưa có màu, tức là nó chưa xem, thì là nó sẽ xem được cái tập tiếp theo. Đúng không? Cái cơ chế của phần visited này là cái gì? Các cái trình duyệt của chúng ta đều lưu lại lịch sử của các trình duyệt đã từng truy cập vào đâu. Khi mà các bạn có hiển thị một cái thẻ A, đúng không? Thì nó sẽ có cái phần href, thì nó sẽ cái trình duyệt nó sẽ quét trong lịch sử ấy. Nếu cái link đấy đã có trong lịch sử rồi thì nó chính là visited, là đã từng đi qua rồi. Được chưa? Đấy là cái logic của nó. Thì chúng ta mới ở đây vừa mới học thêm 4 cái trạng thái, sau cái selector là học thêm 4 cái trạng thái của các thẻ HTML. Để chúng ta áp dụng CSS thì chúng ta có trạng thái là hover, active, focus và visited. Được chưa? 4 trạng thái của các thẻ HTML. Được chưa nhỉ? Tiếp tục vẫn còn nữa. Xong chưa? Có cần nghỉ một tí không? Rồi, cho nghỉ 10 phút. Mở code lên nào. Để ở đoạn nào? Để đoạn này nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
à, Dương ơi, nào này là lấy này gọi cho nó kịp. Nào này lấy này gọi cho nó kịp. Chúng ta qua phần thực hành một chút, tôi hướng dẫn các bạn làm cái menu. Menu và cả menu đa cấp luôn. Nha. Sau này chúng ta sẽ ứng dụng nó. Chúng ta tạo một cái file mới tên là menu.html. Chúng ta vẫn dùng inline thôi nhá. Tạm thời dùng inline internal style thôi. Con để ý này. Để làm được cái menu thì chúng ta phải áp dụng ba cái thẻ. Thẻ đầu tiên là thẻ NAV. Đi kèm với nó là thẻ ULLI, thích thì cho thẻ A vào cũng được. Đây, chúng ta sẽ có khoảng 3-4 cái thẻ LI gì đấy. Trong thẻ A này các bạn viết lorem. Lorem 4 tab ra thì nó sẽ ra những cái text này như thế này. Copy vẫn sẽ hết xuống các thẻ A. Này. Chưa? Không nhỉ? Xong chưa?
Được chưa? Rồi, bây giờ mở trình duyệt ra, mở cái file menu.html ra. Chết nhầm. Bây giờ nó là một cái tập hợp các thẻ UL, cái thẻ LI của UL, nó xếp hàng dọc như này đúng không? Rồi xong. Xin lỗi các bạn một chút nhé, bởi vì thường thường menu người ta chỉ để một từ hoặc hai từ thôi, nếu để dài quá thì nó nhìn rất là chướng mắt. Một đến hai từ thôi nhá. Rồi bây giờ nó sẽ trông như này. Xong, bây giờ chúng ta sử dụng luôn cái developer tool bằng cách là chuột phải vào màn hình, chọn cái dòng cuối cùng ấy. Nếu mà các bạn dùng tiếng Việt thì nó là kiểm tra, còn nếu dùng tiếng Anh thì nó là inspect. Bây giờ chuột phải vào, chúng ta nhìn thấy các cái thẻ của chúng ta đúng không? Các bạn đầu tiên hover vào thẻ UL. Kích chuột vào cái thẻ UL ấy, các bạn sẽ nhìn thấy cái vùng nó chiếm đúng không? Vùng màu xanh là cái vùng thẻ nó chiếm. Thì đầu tiên chúng ta sẽ style cho cái thẻ UL này bằng cách là sử dụng các thuộc tính. Xong đi nhỉ? Chuột phải vào. Xong rồi ra bên này nó có cái CS này. Được chưa? Chúng ta sử dụng cái thuộc tính là list style bằng none. Các bạn nhìn thấy nó bỏ cái dấu chấm đầu dòng đi đúng không? Rồi. Tiếp theo là list style type cũng bằng none node. Xong, chúng ta loại bỏ các cái thẻ UL ở đầu dòng đi. À, các cái dấu chấm ở đầu dòng đi. Copy cái này. Copy. Bôi đen hết cái đoạn bên này, copy vào. Được chưa? Rồi, sau đó vào code viết NAV cách UL đóng mở ngoặc nhọn là tất cả các thẻ UL nằm trong thẻ NAV thì đều có list style bằng none, list style type cũng bằng none node. Xong chưa? Tiếp theo, chúng ta có cái NAV cách UL cách LI xếp xuống, vứt đấy đã. Là tất cả các thẻ LI nằm trong thẻ UL nằm trong thẻ NAV thì sẽ được áp dụng các cái thuộc tính CS này. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta mở lại code, reload, chuột phải vào các thẻ LI, inspect tiếp. Thì các bạn nhìn thấy cái khung của NAV ULLI ở đây đúng không? Kích vào đấy. Rồi, tiếp tục này. Display bằng inline trừ log. Đã thấy nằm trên ngang hàng chưa? Được chưa? Ngang hàng rồi này. Xong chưa nhỉ? Display inline block thì tự động nó sẽ xếp nằm ngang hàng nhau. Tất nhiên nó vẫn nằm trong phạm vi của thằng UL. Chúng ta sẽ xét cho nó là cái min width bằng 80 pixel hoặc 70 pixel. Min width có được nhỉ? Không được rồi, chỉ xét được width thôi. Wow. Sao này không được ta? À đây tôi viết nhầm. Tôi viết cho phải viết cho thằng LI. Xin lỗi các bạn, LI min width bằng 70 pixel.
các bạn sẽ thấy nó cách ra đúng không? Thằng này nó dài hơn này, cái thằng 2 có 2 từ ấy, nó sẽ dài hơn bởi vì nó chiếm đến 85,77 pixel cơ, đúng không? Nhưng mà các thằng khác có cái chiều dài, có cái nội dung ngắn hơn, cho nên nó sẽ chiếm được khoảng 70% à 70 pixel, đúng. Được chưa nhỉ? Đó. Thì chúng ta copy note cái mớ này. Copy note cái mớ này, paste vào trong này. Sau đó chúng ta set luôn là text align là center để cho nó căn tất cả các text của chúng ta vào giữa dòng. Ở đây chúng ta có thể dôi lên 80 pixel cũng được, chẳng vấn đề gì cả. Text align center. Sau đó ra ngoài chúng ta sẽ thấy text nó sẽ được căn giữa. Thấy không? Text nó vào giữa cái vùng màu xanh. Sao to nhỉ? Rồi, chúng ta thêm cho tôi một đoạn nữa. Đó là 2 và line 2, tổ hợp của 2 và line 2. Thì tự động cái dòng của chúng ta, cái dòng của UL ấy, nó sẽ rộng 45 pixel. 2 cái chiều cao á là 45 pixel và line 2 cũng bằng 45 pixel luôn. Thì cái chữ của chúng ta tự động nó sẽ được căn vào giữa theo chiều dọc của cái thẻ UL này. Đây UL chúng ta set 2 và line 2 bằng 45 pixel. Sau đó chúng ta có cái background cho thẻ UL là bằng 2CA9E1, nó chuyển sang màu xanh như này. Đây tôi copy lại nhá. Đây code của chúng ta sẽ, trong cái thẻ UL sẽ như này. List style none, list style time none, 2 bằng 45 pixel, line 2 45 pixel, background 2CA9E1. Xong chưa? Nhớ có thêm dấu thăng trước cái background nhá. Xong chưa nhỉ? Tiếp tục này. Chúng ta ở trong cái LI này, chúng ta sẽ set cho nó một cái border. Border ở bên tay phải. Bên tay phải chúng ta sẽ có là border. Border right bằng 1 pixel dash. Màu là màu CCC. Màu hơi ghi một chút. Được chưa? Rồi bây giờ coi. Thấy nó có cái dấu cách không? Được chưa? Nhưng mà thằng này thấy nó hơi sát, đúng không? Các bạn thấy nó hơi sát một chút.
thì chúng ta sẽ có cái LI, nó sẽ có cái có một chút là padding. Padding 0 5 pixel. Để có cách lùi ra một chút cho trơn chứ nó đỡ bị dính vào. Đó. Được chưa nhỉ? Rồi, sau đó bây giờ làm hiệu ứng. À quên, từ từ chưa xong. Chúng ta có, các bạn sẽ nhìn thấy cái thằng cuối cùng nó có cái đường cài vạch này đúng không? Tôi không muốn cái điều này bởi vì nhìn nó rất là xấu. Thì bây giờ tôi sẽ có cái trò này, NAVULLI 2. Last try là phần tử cuối cùng của NAVULLI, tìm đến phần tử cuối cùng. Chúng ta có border right bằng none. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy cái thằng cuối cùng này. Mất cái border đi. Đúng chưa? Đây là một cái trạng thái nữa là tìm đến thẻ LI cuối cùng nằm trong cái mớ này. Áp dụng cái thuộc tính border right bằng none, bỏ cái border đi. Tiếp theo. NAVULLI 2. Hover thì cái gì? Cái gì? Background color của nó sẽ có gì? Tôi thử thêm cái thằng này vào nhé. Chẳng biết có được không. Nó không thay đổi gì cả. Chờ một chút để tôi coi nào. Màu đậm hơn đi. Xe 9E. Tôi sẽ cho nó cái background bằng màu blue. Light blue. Các bạn thấy không? Thấy gì? Có gì? Màu nó chuyển sang đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ có cái UNAVULLI hover vào thì background nó sẽ sang màu light blue. Và chúng ta sẽ có thêm thằng thẻ NAVULLI. Sau đó là cách A, nó sẽ có display bằng block. Bởi vì chúng ta nhìn ở đây này, khi chúng ta hover vào nội dung cái phạm vi của cái thẻ UL ấy, à của thẻ LI ấy, mà chúng ta không dí vào chữ A thì cái con trỏ của chúng ta nó vẫn là cái mũi tên đúng không? Được chưa? Và đây không phải là phạm vi của thẻ A nó chiếm, cho nên khi kích vào đây nó cũng không đi đâu cả. Được chưa? Cho nên chúng ta phải thêm một cái thuộc tính display bằng A vào thì chúng ta hover vào thì toàn bộ nội dung ở phía trong của nó sẽ là cái phần bao phủ của thẻ A của chúng ta. Được chưa? Đó, thì chúng ta mới nó mới sang cái hình bàn tay. Nhưng mà đến cái phần rìa này nó đang bị padding. Phần rìa đang bị padding cũng không ăn thua. Rồi kệ nó, để tí tính xong. Được chưa? Thì chúng ta có thẻ A có display bằng block. Thì đây nó là sơ về cái navigation của chúng ta, cái thẻ A, à cái thẻ menu. Được chưa nhỉ? Tôi hướng dẫn thêm một phần nữa và để cho chúng ta về làm bài tập. Đó là chúng ta có thể, mà thôi cái phần này khó quá, chưa chắc đã làm được. Tôi cứ hướng dẫn nhá, về nó có video chúng ta có thể làm theo. Chúng ta vào trang là phongawesome.io. phongawesome.io. Tắt cái này đi. Và chúng ta vào ngay đây, nó có chữ download này. Kích vào đây.
tải về. Thấy Phong Ocean 4.7 không? Open nó ra. Wow. Download này. Chữ Phong. Phong Ocean đâu nhỉ? Đây là Phong Ocean. Rồi. Chúng ta tải về giải nén ra và chúng ta tiến hành là đổi tên của nó đi. Đổi tên của nó đi, copy và đưa vào trong cái thư mục L06 của mình, public này. Chúng ta thêm một cái thư mục nữa tên là plugin. Đây, những cái thư viện ở ngoài chúng ta pệt vào trong này. Rồi bây giờ chúng ta xem tôi làm như nào nhá. Copy vào trong này thì ở trong Sublime Text nó sẽ xuất hiện cái plugin đấy. Được chưa? Bây giờ chúng ta làm nha. Ở trên này chúng ta sẽ có một cái link real bằng style sheet, href này bằng public sược plugin sược phong trừ awesome sược CSS sược phong awesome. Đây. Sược này. Phong awesome.min.css. Rồi bây giờ chúng ta coi nhá. Đây là cái thẻ A của tôi này. Thấy chưa? Đây là ví dụ tôi để ở đây là trang chủ. Trang chủ. Thì tôi sẽ có ở trong này thẻ Y. Có class bằng FA, cách FA trừ home. Giờ coi. Thấy gì? Hình một ngôi nhà đúng không? Được chưa? Thế bây giờ chúng ta dùng như nào? Dùng cái phong awesome này như nào? Thứ nhất là copy về tài nguyên của nó về vứt vào trong này. Ok rồi nhá. Cái này không khó. Được chưa? Bây giờ quan trọng nữa là cái dùng cái FA này như thế nào. Thì chúng ta xem ở đây. Vào cái phong awesome này. Chúng ta sẽ tìm thấy một cái phần tên là icon ở đây. Được chưa? Kích vào. Đó. Ở đây nó có rất là nhiều các cái icon. Được chưa? Thích dùng hình nào thì dùng. Ô tô có này, lịch có này, bất có này, building có này, đủ các thứ, đúng không? Bây giờ chúng ta muốn tìm, ví dụ tìm cái plus. Đây, cái dấu cộng này đúng không? Kích vào. Đó, bây giờ chúng ta muốn dùng nó thì copy nguyên cái cục này. Vệt vào. Vệt vào đây. Được chưa? Rất là dễ. Thì bây giờ sẽ có bài tập về nhà cho chúng ta như sau. Chúng ta có cái phần vẽ cái khung hôm trước đúng không nhỉ Dương nhỉ? Rồi. Bây giờ ở cái khung đấy của các bạn thì việc thứ nhất là các bạn code lại cho tôi cái phần HTML để chia ra các cái ô. Xong chưa? Sẽ có một cái ô là menu để chứa cái menu của các bạn đúng không? Các bạn về các bạn ốp cho tôi cái phần menu vào trong cái trang của các bạn, tương cái phần menu vào. Đó, nhét cái menu vào trong cái phần trang của các bạn. Tất nhiên cái menu nó phải có ý nghĩa chứ không phải là lorem tùm lum như này. Được chưa? Đấy, đây là bài tập về nhà hôm nay, rất là nhẹ, không có gì nhiều cả. Đã code xong một phần rồi thì bây giờ cái menu của các bạn định đặt vào đâu thì các bạn phải nhét cho tôi được cái menu vào trong đấy. Được chưa? Vẫn có hiệu ứng như bình thường. Hiệu ứng như này. Được chưa? Hôm sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm menu đa cấp. Nhá. Đó, đấy là bài tập về nhà. Dương nốt vào nhá. Cái gì? Chờ tí. Tôi sẽ đẩy code lên. Deadline là tối ngày mai. Nay là thứ mấy nhỉ? Năm chứ. Rồi ok. Ý gì nhỉ? Đấy nhá.